Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Gmail chấm cơm Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938 773 799 Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là kênh về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. À, và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Bởi vì um, mỗi một lượt đăng ký có mùi như vậy mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha mọi người ha. Ví dụ như là những người vô gia cư thành ra mọi người nhớ kiểm tra xem có bấm đăng ký chưa nhớ bấm đăng ký giúp mình em <laughs> rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiêu mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã cầm mình ở tập 1068 ngày hôm qua Thế tập 1068 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó là một bạn tên là Thanh Xuân Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thạch Nga Thạch Thị Cảm ơn là bạn này là tên là Thạch Thị Nga Cảm ơn Thạch Thị Nga rất là nhiều và cảm ơn Thanh Xuân rất là nhiều luôn ha À rồi mọi người ơi, trước khi vào chuyện mọi người cho mình khoảng 30 giây Mình xin hỏi ý kiến mọi người, mọi người đóng góp ý kiến giúp mình nha thì như vậy nè ngày mai là ở tập uh, 1070 70 1 á là mình có đăng hai tập dự phòng để uh, mình sẽ nói chung là mình 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 đi chơi mọi người mình sẽ lái xe máy mình đi chơi thì uh, mình cũng đang suy nghĩ trong đầu thì khi mình đi chơi như vậy đó mình sẽ kết hợp luôn mình sẽ quay những cái video và mình còn chưa biết là cái nội dung mình sẽ quay thế nào Tại vì mình thì không, mình thì um, cái điểm mạnh của mình, thế mạnh của mình là làm về chuyện ma, chuyện tâm linh, kể chuyện chứ không phải là làm vlog. Nhưng mà mình cũng muốn thử sức mình, là thử sức mình với cái um, vlog như vậy. Thì đây mình sẽ hỏi cái mọi người là mình nên nói gì, mình nên nói những cái nội dung gì ở trong cái vlog đó. Mình á, thì mình đang suy nghĩ đến chuyện á, là hồi nhân cái cơ hội mình đi chơi như vậy hen Mình sẽ quay những thứ nhất là cũng cảnh đẹp, thứ hai là mình lái xe thế nào, chia sẻ về cái đam mê của mình. Um, và cái thứ hai nữa là mình có thể là mình sẽ nói một chút xíu về cái đời tư những cái có thể là mùa thánh thắc mắc rồi vũ mập kể chuyện bắt đầu cái chuyện như thế nào hay là uh, xuất thân của vũ mập như thế nào kiểu 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 như vậy đó thì mình sẽ nói những cái thứ nó liên quan đến cá nhân mình uh, những cái chuyện xã hội chuyện đời sống này nọ rồi kiểu như vậy thì uh, nó sẽ có cái nội dung hơn để mình nói chứ mà uh, mình cũng chẳng biết như thế nào nữa nói chung là mình đang rất là lạc lối luôn chưa biết là uh, thực hiện cái video đó như thế nào thì xin phép mọi người là mọi người có thể là cho mình chút ý kiến nha mình nên làm gì ha mình nên uh, làm như thế nào trong những cái video đó à? Cảm ơn cả nhà ha. Um, rồi bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì uh, câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này bạn tên uh, là anh phệ cái biệt danh của bạn là tên phệ chắc ông này ông bụng phệ giống như mình nè bạn gửi về cái zalo thì thôi bạn không có nói tên thiệt của mình thôi chắc là mình kêu cái tên phệ ha dù sao cái tên phệ nghe nó cũng dễ thương mà thì đó bạn phệ bạn có kể về hai cái câu chuyện sau đây câu chuyện đầu tiên á, là bạn được uh, nghe kể lại và câu chuyện thứ hai là do chính uh, bạn và vợ bạn gặp được luôn ha thì câu chuyện đầu tiên bạn nói á, là lúc này bạn có đi làm trong cái công trong cái chỗ công ty này đó là bạn có quen vợ bạn trong đây đó thì đây là mỗi công ty mà mình thật sự mình nói nha mình chỉ cần nói cái tên nó ra thôi á là bảo đảm là những người nào ở sài gòn hay là cái đó là chắc chắn sẽ biết liền nhưng mà mình tức quá là mình buộc mình phải giấu tên mình chỉ nôm na bật mí là nó nằm ở gần khu vực tên lửa mà khu vực bình tân rồi hả mùa ha. một cái công ty rất là lớn luôn có rất là nhiều những cái xe xe 50 chỗ đưa đón công nhân đi về nọ luôn ha đó mỗi công ty nó cũng màu mà, mà, xanh 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 kiểu kiểu như vậy đó mình nói như vậy thôi là chắc mọi người cũng biết ha rồi thì đó khi mà bạn uh, đi vô trong đây làm đó thì do một cái người dì tư là phải dẫn bạn vô đây thì trước khi mà dẫn bạn đi vô đây làm thì bắt đầu là dì tư bà cũng hỏi rồi dì tư bà hỏi nói ừ mày uh, làm mày vô đây mày làm rồi mày có uh, sợ ma sợ cỏ gì không Nói, dạ, thì nếu mà trời, ơi công ty đó nó nổi tiếng quá trời, đông nghẹt người vậy đó à, Xe đưa rước công nhân không mà mấy chục chiếc, cả trăm chiếc, thì có gì đâu mà sợ Nói, ừ thì đúng rồi, ca sáng là không sợ, nhưng mà nhiều khi ca đêm Ca đêm nhiều khi leo que có mấy chục mạng, hả? Không, không biết có mày có sợ không Đó, thì khi mà bạn phệ bạn nghe như vậy rồi, thì bạn cũng nói thật luôn Nói, dạ có, <laughs> mà mà không sợ, chứ sợ gì trời cái bắt đầu là bài gì tới, bà dì tư bảo nó ừ vậy thôi cứ đi vô làm đi nhưng mà tao nói trước trong đó là phải có ma là có là có cái chắc rồi à, nhưng mà mày cũng phải sẵn sàng cái tinh thần để mày đón nhận những câu chuyện Em, rồi, thì với một cái tinh thần sẵn sàng như vậy, bạn bước vào đây bạn làm này nọ nọ kia bình thường. Bạn làm khoảng chừng cả 2 3 tuần lễ thì bạn có nghe được mỗi câu chuyện chuyện ma lặt vặt ví dụ như nói nha, hù chọc trong toilet rồi giấu đồ, giấu đạc, kêu tên, kêu tuổi bị đè này nọ mớ máu mộng á. Thì bạn nói là bạn nghe rất nhiều, nhưng có một cái câu chuyện nó khiến bạn ấn tượng nhất và bạn muốn bạn chỉ chia sẻ lại đúng một cái câu chuyện đó thôi là bạn nói về cái hồn ma của một người quản đốc ở trong cái công ty này ở trong cái cái chỗ mà bạn làm thôi tại vì trong cả tổng một cái công ty đó nó rất là nhiều giám đốc rất là nhiều quản đốc rất là nhiều quản lý thì cái người quản đốc đó đó là làm là quản đốc trong cái khu vực của bạn theo cái câu chuyện đó kể lại là như vậy nè à, cái chỗ của bạn làm là nằm ở tầng 4 nhưng công nhân bắt buộc là phải đi thang bộ không phải là bên công ty người ta keo kiệt gì cả nhưng với một cái quy mô công ty nó hàng ngàn người như vậy mà nếu mà đi thang máy là nó sẽ rất là nguy hiểm nó nguy hiểm cho chính công nhân luôn tại vì kiểu như là chèn kiểu như là chèn ép nhau rồi chen chúc rồi quá số ký của thang máy tùm lum tùm lá hết trơn á với lại cũng chỉ là bốn tầng thôi nên là công nhân bình thường sẽ đi bộ thang máy đó là để à, là chuyển hàng hóa đôi khi cũng có ban giám đốc này nọ cũng có và những những người nào mà mang thai à, bệnh hoặc là mang thai người lớn tuổi thì mới được quyền đi thang máy thôi đương nhiên cái người quản đốc này họ vẫn được đi thang máy Yeah. Um, thì cái thời điểm đó đó là người ta có biết được đó, là cái cô quản đốc này đó là cô bị bệnh tim mà hình như là bị bệnh tim rất nặng luôn á à, bị bệnh tim rất nặng mà còn bị suyễn này nọ thôi lâu không thấy cô làm gì mệt mệt chút cái cô cầm cái máy mà cái cái bình xịt xuyển á mọi người xịt 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 vô như vậy nè tuy nhiên á là cổ rất là dễ thương cổ rất là dễ thương dễ chịu cổ chăm sóc này nọ rồi cho công nhân cũng rất là ok nhưng mà rồi đó cái hôm đó cũng như là mỗi hôm cô này là cổ tăng ca đêm À, khi mà cổ làm ca đêm như vậy đương nhiên mà cổ có quyền cô đi thang máy khi mà vào trong thang máy á, thì cái thang máy nó không phải là nó bị sập nha không phải là bị đứt thang máy rớt xuống chết thê thảm như trong phim thì không có mà cái thang máy nó chỉ là à, lâu quá không bảo trì bảo dưỡng cái nó bị kẹt hay là làm sao đó thì đi từ tầng 4 đi xuống tới tầng 2 thì nó chỉ kẹt ở lại thôi nó nó, nó cứng lại thì người ta tới người ta xử lý một chút xíu là xong hà đó thì khoảng cỡ độ nửa tiếng sau người ta tới người ta cũng xử lý này nọ đồ thì người ta mới nói với nhau như vậy nè nói trời ơi, bà này coi bộ bà gan dữ ha bà bị kẹt trong thang máy vậy trời ơi người thường người ta mà kẹt trong thang máy người ta la làng la sớm ta cầu cứu ông um sùm mà sao bà này bà im ru ha bà không nói tiếng nào hết trơn bà gan dữ à, thì khi mà cũng làm việc chút xíu là cũng mở ra không có gì nguy hiểm nhưng mà mở ra thì thấy là cái cô quản đốc này cổ đã nằm ở dưới sàn rồi là cổ đã, đã 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 tắt thở rồi đã hết hồn hết vía mấy thằng kêu cấp cứu này nọ đột tới thì khi mà chở lên trên bệnh viện á thì bác sĩ nói là chẩn đoán là cô này cũng bị đứng tim do là kiểu như là máu bơm không kịp mọi người tại vì bị bị, bị bệnh tim mà cái bệnh sàn là bệnh tim rồi bệnh nền bệnh tim rồi thành ra là không có cứu được đã rất là đau buồn bên công ty này nọ vẫn chu cấp vẫn làm nắm tay này nọ nó thức bình thường bỏ qua bên đi ha rồi thì từ sau đó trở đi đó mới đầu á là cô này cũng chưa có pháp Cổ chưa có phá tại vì cái nết của cổ lúc mà cổ sống cổ hiền mà cổ giúp đỡ người này người kia rất là bình thường. Đó. Thì à, khoảng cỡ độ vài tháng sau nha mọi người nha, câu chuyện nó từ từ nó rơi vào quên lãng, có có những người quản đốc mới vô làm luôn rồi. <laughs> Thì câu chuyện nó xảy ra như vậy nè, hôm đó đó là cũng nguyên một cái chuỗi dây chuyền, lúc đó là cái công ty này là công ty chuyên à, gia công những cái đôi giày đát giày Adidas, giày Nike này nọ nọ kia đó thì cái dây chuyền đang ngồi làm như vậy nè thì cái là cái cô quản lý cái cô quản lý là dưới trướng của quản đốc nha quản lý là là nhỏ nhỏ hơn quản đốc nha đang làm như vậy thì cô đó cô quản lý cô đi đâu đó không biết này nọ nọ kia bắt đầu là cô mới chạy vô cô la um, sùm kêu tắt máy tắt máy ngưng liền ngưng liền không làm nữa không làm nữa lộn rồi sai rồi sai sản phẩm rồi sai sản phẩm rồi ở đây bắt đầu hú hồn hú tắt máy hỏi nó cái gì vậy sai sai gì cái người mà quản đốc mới đó Nói, trời ơi vậy cô cô làm gì vậy tôi là là là, là sếp ở đây nha mà thì tôi ra lệnh không thôi chứ tự nhiên cô vô cô ra lệnh cô kêu công nhân nghỉ là làm sao bắt đầu mới nói thôi chị ơi chị tại vì chị mới vô chị không biết cái lô hàng này nè là cái đôi dài ha là nó sẽ có hai cái lỗ ở trên cùng đó mọi người đó thì cái cô quản lý cô nói là hai cái đôi dài này á là hai cái lỗ ở trên cùng á là phải được bật cặp một cái khoen màu đỏ đó những cái lỗ kia là màu trắng nhưng mà cái mẫu này á là ở trên cùng á là màu đỏ đó rất là dễ lộn luôn bây giờ là kiểm tra coi là có đông có đóng cái khoen màu đỏ hay không thì lúc này khi mà kiểm tra lúc đó là ra được khoảng cỡ vài ngàn đôi rồi đó toàn là màu trắng không quên một cái chi tiết quá nhỏ đi thành ra là quên đó lúc này bắt đầu á là cũng ừ cũng nghĩ trong đầu nó trời bà quản lý này bà hay quá này nọ nọ kim nhưng sau khi cũng sửa được nha cũng bắt đầu lem ra cắt rồi sửa lại này nọ là được chứ không gì hết thì cho tới chiều đó khi mà ra căng tin á là cái cô quản lý này cũng mới nói cô nói trời ơi cái bà quản đốc cũ đó trời ơi kêu bằng chị luôn nha nói trời ơi chị quản đốc cũ nó chị linh thiên ghê trời ơi Á à, tao sợ muốn chết luôn á nghe nó sao vậy ví dụ gì mà liên nhắc tự nhiên tắt nhắc cái người khuất mặt khuất mãi ở đây làm chi Trời ơi hồi nãy đó thì lúc mà tôi bay đang làm vậy thì tao có đi vô trong phòng tao nằm tao nghỉ mệt là bà đó là nghỉ mệt thôi chứ không phải là ngủ trưa nha thành ra đây không phải là một cái báo mộng đâu là, là bà chỉ nằm bà nhắm mắt mình nghỉ mình nghỉ ngơi chút xíu vậy thôi thì khi mà bà đang nghỉ ngơi như vậy đó thì bắt đầu á, là bà có nghe cái người mà kiểu giống như là đi bộ kiểu như đi vô trong phòng của bà thì bà quản lý này bà dưới trướng bà quản đốc mà quản đốc thì mới vô làm mình sợ là quản đốc vô người ta khó khăn này nọ nọ kia với mình bắt đầu hết hồn hết vía bắt đầu mới mở mắt ra thì khi mà vừa mở mắt ra một cái á thì bắt đầu là bà thấy cái người đứng trước mặt bà cách bà chừng hai ba mét thôi là mà đứng quay lưng về phía bà nha không có cho thấy cái mặt à, không có cho thấy cái mặt bưng lên mới là bà bực bà ngồi vậy nó <laughs> dạ chị <laughs> tại tối hôm qua con em nó quấy quá nó khóc quá em thức khuya bởi vì em nay hơi mệt nhắm mắt xíu à chứ em không có ngủ chị ơi em không có ngủ đựng trừ lương em nghe thì nói một hơi một hồi cái người đó họ cũng không có quay lại bắt đầu họ đứng quay lưng lại vậy đó họ mới nói như vậy nè đi ra ngưng liền đi đi ra ngưng mái liền đi làm lộn rồi kìa làm lộn rồi kìa màu đỏ cái khoen màu đỏ cái khoen màu đỏ thì thật sự mà nói là cái chị này chỉ nói là nếu mà những người làm trong nghề với nhau thường người ta không có giải thích dài dòng đâu trong nghề với nhau chỉ cần nói ừ khoen đỏ khoen trắng khoen xanh nói những cái cụm từ những cái thuật ngữ đó thôi là những người mà quản đốc quản lý nghe là hiểu liền đó thì vừa nghe nói như vậy bắt đầu là hết hồn bắt đầu bật ngồi dậy liền nhưng mà chị này chỉ nói lúc mà chỉ biết được là cái sự nhầm lẫn rồi cái người này hỏi nhắc nhở mình rồi mà chị vẫn không biết cái người đó là cái người quản đốc cũ đã mất tưởng đâu là cái bà quản đốc mới bả vô mới nhắc nhở thôi thì đương nhiên cái người quản lý là họ mới đứng lên họ chạy ra họ chạy ra thì khi họ họ chạy ra như vậy thì họ có vô tình họ quay lại họ nhìn lúc hồi nãy thì quay lưng về phía họ đúng không nhưng bây giờ họ chạy ra ngoài cửa phòng họ nhìn vô á thì họ nhìn ngay nguyên một cái gương mặt của người quản đốc rồi luôn đúng thật sự đó là người quản đốc cũ mọi người với một cái gương mặt nha mà cái bà quản lý này bà nói là buồn lắm buồn tại vì thật sự cái người quản đốc cái tuổi đời năm đó mới có ba mấy hả mọi người ơi có chồng có con đang có chức vụ lớn này nọ chuẩn bị lên làm trưởng phòng này nọ nọ kia tương lai phơi phới đụng cái tự nhiên bị như vậy nên thành ra cái cái gương mặt nó thể hiện cái sự nối tiếc nha cái sự buồn bã này nọ đồ đắp à, trời ơi khi mà cái bà này bà vừa thấy một cái bà, đầu bà rợn da gà rồi à, nhưng mà tinh thần trách nhiệm rất cao sợ ma gần chết vậy đó vậy mà cũng phải chạy ra nhắc nhở dừng lại để sửa kịp thời chứ nó không có công là đền à, nếu mà đền hay đây thì cái người quản đốc mới á, thì cái người đó là phải bỏ tiền túi ra đền đó nha mọi người nha trừ lương đó à rồi thì kể lại toàn bộ câu chuyện như vậy bắt đầu là những người này ai nấy cũng nổi da gà trời ơi cái người gì mà tốt từ lúc sống cho tới khi mà mất rồi mà vẫn còn tốt như vậy rồi thì vì cái lý do đó thành ra là bạn cả những những cái người mà đã từng chơi thân thiết á một nhóm đông lắm nha vài chục người từng dưới trướng cái bà quản đốc cũ á thương yêu bả đó mới nói thôi bây giờ đó, mình cũng mới mình hùng tiền lại một cái một cái ngày nào đó đảnh rỗi đó thì để mình cúng đi bây giờ ví dụ như cúng đi đi ra ngoài qua bên nhà thắp nhang này nọ nọ kia thì nó bình thường quá ai làm cũng được nhưng cái ý của cô quản lý nào cố nói là phải canh một cái ngày nào đó là lại ngay chỗ thang máy đó À, canh ngày nghỉ hay nọ đồ canh lại là chủ thang máy cúng lên. Tại vì nếu mà như vậy thì cô Bò Lý của nói là cái vong linh của cái người quản đốc cũ á, là chưa có ra khỏi công ty. Vẫn còn ở trong công ty nên thành ra bây giờ về nhà cúng không có được. Phải cúng tại chỗ như vậy đó nhưng mà rồi đó ngay cái đợt đó rồi hứa hứa nha lúc đó mấy chục mấy chục người luôn đó, rồi rồi ok ok bây giờ đó thì do chị đó chị canh ngày nào chị nói được tụi em hùng tiền lại tụi em mua heo quay vịt quay tụi em cúng cho bà quán đốc cũ tụi em không có tiếc tiền đâu đó nhưng mà rồi cái lựa tới lựa lui ngày này ngày nọ nó bận rộn quá không có một cái ngày nào mà rảnh lúc người này rảnh lúc người kia bận thì mãi khoảng chừng cỡ một tháng mấy sau đó vẫn chưa có một cái chỗ nào mà cúng kiến cho cái người quản đốc cũ cả thì lúc này bắt đầu lại xảy ra chuyện thì cái vấn đề đầu tiên xảy ra đó đó chính là cái việc mà kẹt thang máy như mình đã nói với mọi người rồi Ở đây cái cô quản lý của còn không được đi nha Cô quản lý cổ còn phải đi thang bộ Thành ra những cái nhân viên không được đi thang máy Thì lấy gì mà kẹt Nhưng mà mọi người nên nhớ là cái vế đầu mình cái đó là những người bị bệnh à, Có bầu hoặc là bị bệnh này nọ nọ kia Thì được quyền đi thang máy thì à, sau một tháng mấy không có được không có không có cúng như vậy đó không kịp cúng như vậy đó thì đương nhiên mà trong nhóm người khoảng cỡ vài chục người như vậy thì có đôi khi có vài người là họ bệnh là họ có có vị sổ khám bệnh này nọ đồ trình ra được đi thang máy à thì những người đó đi vào thang máy là bị kẹt mà bị kẹt ngay đúng tầng hai như vậy luôn nha mọi người nha có, nó có khoảng cỡ bốn năm cái thang máy như vậy đi những thang máy kia là không kẹt đâu à nhưng mà trùng hợp một cái sự trùng hợp bệnh nè đi đúng thang máy đó nè đó là kiểu như vậy rồi đi một mình này nọ nè thì xuống tới đó xuống tới tầng hai là bị kẹt thang máy lại nhưng khi mà kẹt như vậy đương nhiên ở đây là cái, cái những cái người mà 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 phản ứng nhanh đó một người người ta tới người ta coi chỉnh sửa thang máy liền vậy đó. Nhưng mà người ta mở ra chưa có kịp mà mở cái nắp ra để kiểm tra thì thang máy e, 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 xuống tới tầng trệt đi ra như bình thường. Có nghĩa là nó không có hề bị hư cái gì cả. Tem kiểm định còn mới dán Đâu chừng 4 năm ngày trước là nó như vậy mà không phải là một người bị một người bị tôi nói ờ ừ, là nhiều khi trùng hợp bốn năm người bị luôn nha mọi người nghe đã nên thành ra bắt đầu là cũng hơi rợn rợn rồi nhưng mà chưa hết sau đó bắt đầu là tới một cái đợt kia cũng lại là một cái sự trùng hợp nữa có một cái lô hàng cái lô hàng này khi mà về như vậy là làm những cái đế này chỉ làm đế dày thôi chứ không có làm đế trên nha chỉ là không cái ở trên nha làm cái đế dày thôi là được giao cho cái người quản lý này và cái người quản lý này cũng chọn những anh em những những cái người chị em mà đã từng dưới trướng cái bà 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 quản đốc cũ đó cũng làm cái lô dày đó À, làm cái lô đế dày đó, làm nó ok, không có gì mà lỗi lầm gì hết, nhưng tới khi mà đóng gói đó, à đóng hàng, đóng gói chất lên này nọ nọ kia, tới sáng hôm sau thì những người người ta vô lấy hàng người ta mới la lên, là người ta nói không phải là bị lỗi nha, mà không hiểu lý do tại sao có ai đó rạch cái thùng hay là làm cách nào đó đó mà ba cái đế dày nó rớt tùm lum tùm la hết trơn đó thì đương nhiên cái người nào mà chịu người quản lý chịu trách nhiệm đó thì thì phải làm từ a đến z chứ bây giờ là có lỗi gì đó lỗi lớn lỗi nhỏ là cái người quản lý này phải chịu à nên thành ra mới kêu người quản lý lên thì người quản lý cũng rất là thắc mắc lúc này mới coi lại camera coi thử coi là ai mà giống như quậy phá mình ừ muốn giống như là trời ơi trong công ty mà nó y như là trong trong cung ngày xưa gì đó cung đấu ngày xưa đó hại qua hại lại để lên chức là nó có chứ mấy không đó nhưng khi bật cái camera lên coi thì thấy rõ ràng một cái hiện tượng siêu nhiên luôn nha mọi người nha. Cái lúc đó cái người quản lý này họ nói họ kể lại mà thực sự những người kia người ta nghe có người tin có người không tin luôn á là khi mà cái người quản lý đó đứng với lại một cái ông giống như là là là, là tổng phải là tổng quản lý đó tổng đốc của 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 cái, khu vực đó đó, đó là làm thêm một cái người chỉnh camera là chỉ có ba người coi được cái đoạn clip đó thấy là khoảng cỡ 3 giờ khuya hôm đó không có một ai trong khu vực này cả thì thấy rõ ràng là bốn năm cái thùng cà tông mà để những cái đế giày thùng bự lắm nha thùng cà tông mà cỡ đại đó là con người mình vô bốn năm người nhét còn vừa đó nó bự vậy đó mà cái thùng nó đang được chồng lên cứ chồng hai thùng một hai thùng hai thùng hai thùng như vậy vậy nè mà thấy rõ ràng nha cái thùng ở dưới nó nhúc nhích mọi người chồng lên như vậy ví dụ như ừ là có gió thổi có cái gì đó đó thì cái thùng ở trên phải nhúc nhích trước chứ mà tại sao trong camera nó lại thể hiện là cái thùng ở dưới cái thùng ở dưới nó nhích nhích, nhích 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 ra từ từ như vậy mà không có một người nào đứng kế bên hết thì khi mà cái thùng nó nhích tới một cái một cái mức độ nào đó rồi đó thì bắt đầu cái thùng ở trên nó không còn giữ được thăng bằng nó mới ngã sóng xoài xuống đó thì thùng gạt tông mà nếu mình không nhẹ tay mình quăng nó thì đương nhiên là nó nó ngã xuống rồi nó bể ra bắt đầu là những cái đế dài nó rớt tùm lum tùm lam và không phải chỉ một thùng trong đó tổng cộng là có 8 cái thùng lớn như vậy À, xếp được bàn bốn chồng mỗi chồng hai thùng thì hai với là có hai cái thùng ở dưới đó không phải là hết bốn cái mà cả hai cái thùng ở dưới thùng này thùng kia nó nhích 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 ra là tự làm cho cái thùng ở trên nó ngã đổ nhào như vậy một cái khung cảnh nó rất là siêu nhiên luôn nha à thì cái lúc đó khi mà những cái cái người tổng cái người tổng quản lý ở đó nha mà cái người quản lý và cái người kia ba người nhìn nhau như vậy là biết rồi đó lúc này là thôi tắt camera và dặn là xóa đi cái đoạn clip đó Tại vì nếu mà truyền ra ngoài công nhân người ta sợ Trời ơi mấy hàng ngàn công nhân mà Biết được chuyện công ty mình có ma Sao mà tâm trí đó mà làm Là giấu nhiệm luôn không xử phạt Bất kỳ cái vấn đề gì cái người quản lý này cả à, Rồi cái lúc đó khi mà cái người quản lý này đi ra đó, Bắt đầu là mới biết rồi cái vụ thang máy và cái vụ quậy hàng như vậy thì chắc biết là do cái người quản đốc cũ họ do mình hứa với người ta mà mình chưa kịp làm chứ không phải là mình không có làm thì lúc này đó cái người quản lý mới bạo gan bắt đầu là mới kêu cái người mà cấp trên của mình đó nha không phải là bà quán đốc mà lớn hơn bà quán đốc nữa trong công ty nó nhiều tầng nhiều vai nhiều vế lắm mình kể ra nó chi tiết nó mệt đó mới lại mới nói là à lúc đó cái người đó người đàn ông nói dạ anh anh em có chuyện này em muốn nói giống như cái chuyện hồi nãy cái camera anh thấy như vậy rồi đó em hứa là em sẽ không nói với bất kỳ ai hết trơn á nhưng mà bây giờ vậy nè ừ em có lỡ hứa với cái cô quản đốc cũ đó mất trong thang máy vậy vậy đó mà tháng mấy nay hàng hóa nó về nhiều quá em chưa có kịp cúng kiến gì hết trơn á thôi bây giờ thôi anh cho em xin em không có không xin tiền xin bạc chỉ cho xin thời gian thôi là cho em độ khoảng ngon một tí đồng hồ em với lại cái 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 đám công nhân đó mà từng dưới trướng của bà đó Thôi bắt đầu là nguyên đám không có nhậu nhẹt gì hết chỉ là cúng tới đó thắp nhang như vậy thôi đó cho nó xong đi để mất công mốt hàng hóa quậy phá như vậy nữa mất công trừ lương tụi em rồi hư hàng hóa của bên công ty đó thì do là cái người kia họ đã thấy được cái đoạn clip đó rồi mà họ biết được cái điều siêu nhiên như vậy rồi mà họ còn biết luôn cái chết của cái bà quản đốc nữa mà đó nên thành ra là họ cũng đồng ý cho cái việc đó và họ chỉ cho là 45 phút thôi à, là lúc 1 giờ đêm nha, 1 giờ đêm đó là cái cả, cả tốp này đi vô đó là xin được đúng 45 phút tới chỗ thang máy đó bài đồ cúng nhang đèn lư hương phải đem từ nhà đem theo luôn có nghĩa là đem theo đem theo bao nhiêu rồi đem về bấy nhiêu chứ không có mà, mà 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 mà, mà mượn tạm cái gì trong đó hết trơn đó thì cô bắt đầu là mà cô quản lý cũng nói ừ cũng cúng kiến này nọ đồ xong cái rồi cũng thôi đó khi mà xong rồi bắt đầu là cô lại có nói như vậy nè nói hơi dạy chị ơi đó là, mốt mà hàng hóa ở đây đó mà lỡ nó có lỗi gì đó, đó thôi kệ đi à, tụi em làm tụi em tự chịu em cũng không có dám mà nhờ giả chị phải hiện về chỉ nhắc nhở tụi em cho nó cực khổ đó là ý của bà quản lý này bà nói thôi cái chuyện làm lỗi thôi để kiểu như là vô trách nhiệm thì tự ấy đi chứ mất công bà bản đốc bà hiện về bà nhắc xong mình quên cúng chứ bắt đầu là bà quậy thêm cũng vậy nó thôi 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 khỏi mượn ý ý là cái bà quản lý bà nói như vậy đó nhưng mà đương nhiên mình phải nói khéo chứ mình nói thẳng thừng quá đâu được đâu đó thì cúng xong cái đợt đó cái rồi cũng thôi anh chị em cũng dặn cho nó thôi mốt gán làm kỹ kỹ đi lỡ mà làm sai sót gì bà quản đốc mà bà hiện về bà nhắc bả nhắc được rồi mà một khi bả đã nhắc là mình phải nghe lời bả chứ chứ không mới đền hàng sao thì xong không có cúng kiến gì được cái bắt đầu bả quậy nữa thôi mất công lắm đã đó là như vậy thôi cũng mang ơn cũng cảm ơn đó nhưng mà thôi, thôi em không cần đâu thôi cảm ơn em không cần đâu đó là kiểu như vậy mọi người ha đó rồi thì đó đó là cái câu chuyện đầu tiên mọi người do bạn phệ này bạn gửi về bạn được nghe kể lại trong cái công ty đó là như vậy mọi người ha thật sự mình nói mọi người á cái công ty này là tại vì nhà mình ở bình chánh mọi người biết rồi mình hay thường xuyên ra tên lửa dẫn con dẫn vợ dẫn con dẫn vợ đi siêu thị nhật đó mọi người siêu thị nhật bình tân á mình đi ngang cái công ty này không biết bao nhiêu lần từ lúc mình đi học luôn á cho tới bây giờ đó và công ty này nha nổi tiếng như lắm trong chợ trong người người quen của mình nó làm trong công ty này nhiều Lắm. nó người ta kể thật sự là có công ty này nó lâu đời dữ lắm rồi có những cái chỗ nó cũ kỹ lắm ở bên ngoài nhìn nó hoành tráng lệ gì đó chứ mà còn bên trong nó có những chỗ nó âm u này nọ đồ ghê gớm lắm mọi người nghe thôi thì để có dịp đi mình sẽ kể thêm nhiều về cái công ty này cho mọi người nghe ha rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của bạn phệ một cái câu chuyện mà mình đã đặt cái tựa đề cho ngày hôm nay nè à cái đầu người trong tủ lạnh mọi người nghe thôi mà nó đã kinh dị rồi ha mọi người em thì bạn phải bạn nói đó sau khi mà bạn làm ở cái công ty đó được khoảng công ty hồi nãy mình kể đó là khoảng cỡ độ chừng vài tháng thôi là bạn thấy thấy lương thưởng này nọ rồi không hợp lý đó, bắt đầu bạn nghĩ bắt đầu là gặp vợ rồi đó là vô công ty bắt được con vợ <laughs> đem về đó thì bắt đầu là hai vợ chồng bắt đầu mới về quê vợ để mà sinh sống quê vợ thì ở dưới bến tre đã nói là về quê thôi là chắc có rau không rau có cháo không cháo nhà cửa ông bà nội bà ngoại để lại không có hai vợ chồng về đây vẫn đi làm công nhân bến tre bây giờ là công ty xí nghiệp có chứ không phải không có là công ty làm dừa mức dừa kiểu dừa đâu có nhiều lắm thì về đây vẫn phải đi ở nhà trọ nha mọi người nha. thì rồi khi mà vào trong nhà trọ như vậy thì bạn nói chung là do cái vụ ma cỏ ở công ty trước thì bạn đã kỹ lắm bạn tới đó bạn hỏi thăm coi là giá cả làm sao coi trước đây có từng là là trội bến tre thì dùng đất mình nói là như là trong lịch sử là dùng đất của uh, anh hùng mà là chiến tranh này nọ đổ dưới bến tre là có dữ lắm nên cái chuyện mà chết chóc này nọ binh lính bộ đội chết để lại là nhiều đó nên bạn sợ bạn cũng đi hỏi thăm này nọ nọ kia thì bạn mới biết được cái nhà trọ này trước đó là cái miếng đất này là có, có chủ thì là cái người chủ đó đó là chính chủ luôn rồi bắt đầu là xây lên nhà trọ luôn và miếng đất này được được đời của ông cố ông nội ông sơ gì đó truyền lại là đất mà cha truyền con nói truyền tới đời cái cô chủ này cũng phải xây lên cái nhà trọ đó thì miếng đất mà mình biết được nguồn gốc chủ cả lâu năm như vậy rồi và biết là không có nghĩa trang nghĩa địa gì đây hết thì bắt đầu ok rồi đi ở nhà trọ mà ổng khó y như ổng đi mua nhà thiệt vậy đó phải điều tra này nọ nọ kia nha không mà nhầm khi người ta sợ thì người ta làm thôi thì cứ tưởng đâu mọi chuyện nó nó bình thường như vậy rồi thì bắt đầu hai vợ chồng đi vô đây ở đâu chừng khoảng cả tuần lễ những cái ngày đầu tiên á mình nói với mọi người á cái chuyện ma nó hay cái gì nè có những người vô ở đêm đầu tiên thôi bị hù một cái một chạy té đái luôn ra trả nhà đi liền nhưng có những người ví dụ như cặp vợ chồng của bạn phệ này đi vô á những cái ngày đầu tiên nó có những cái hiện tượng nho nhỏ mọi người để ý đi nó làm cho mình phân dân nó ủa phải ma không ta sao kỳ vậy ta đó nó làm cho mình phân dân nửa muốn dọn đi nửa muốn ở lại cho tới cái ngày cuối cùng bị hù một cái một là đi luôn thì những cái dấu hiệu đầu tiên mà bạn phệ này bạn nói lại gì nó y như nó 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 y như một người nghe cả trăm cái ngàn lần rồi đó nước chảy trong toilet nè đó đơn giản rồi đang ngủ ngủ hai vợ chồng thì ngủ ở dưới lầu có cái gác nhỏ ở trên thì nghe tiếng lụp cụp lạch cạch lạch cạch ở trên đó bò lên thì cũng không thấy gì đó là từng ngày từng ngày nó có những cái chuyện nhỏ như vậy nè rồi đó dắt xe giúp đó hai vợ chồng là có hai chiếc xe những chiếc quay chiếc rim bình thường thôi hai vợ chồng dắt vô dựng chống đứng kỹ lưỡng chứ mình phải khóa cổ nại nha mình phải cất chìa khóa vô một cái chỗ nào đó nhằm khi dân trộm nó vô nó lăn cắp xe sáng ngủ một giấc một giấc cho đã sáng mở mắt ra chìa khóa ghim vô xe mở cổ xe mà thậm chí còn mở máy luôn không có đề máy thôi mà còn mở cái kiểu như là mở để cho nó sáng cái đèn nọ đồ lên nữa nha đó kiểu như họ họ làm tới những chuyện tới nỗi như vậy thì cái vấn đề về mà chìa khóa ghim vô xe đó hai vợ chồng mới nói với nhau nó trời ơi hôm qua lúc đó là xe của bà vợ nó trời ơi hôm qua em về sao em ẩu tả gì em vô dắt xe vô rồi mà còn ghim chìa ghim chìa khóa lên xe rồi còn không chịu tắt máy này nọ nọ kia cái bà vợ nó cũng ủa kỳ vậy ta em nhớ khóa cổ rồi đó là dạng dạng như vậy đó là ba bốn ngày đầu tiên gặp được những cái hiện tượng như vậy rất là phân vân, không biết có phải là ma cỏ hay không nhưng mà rồi đó, tới cái ngày thứ bảy hai chồng ở được đúng từng lễ. Cái ngày thứ bảy đó, lúc đó đó là hai vợ chồng bắt đầu là có 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 đi mua về một cái tủ lạnh. Đi mua về một cái tủ lạnh. Thật ra đó bạn phệ này bạn nói là cái tủ lạnh đó đó thật ra là bạn chỉ cũng mua cũ ngoài cái cửa hàng điện máy họ thấy họ trưng bày, họ treo cái bảng, treo một cái bảng photo photocopy nó màu trắng đen đó. Cái bảng gì đâu mà có 1 triệu hai cái tủ lạnh thấy cũng được. thôi nghĩ là thôi cũng nhà trời nọ mua nước đá hoài cũng tốn tiền thôi ra mua tủ lạnh luôn. Đã bắt đầu mua về à, là ngoài, ngày thứ sáu mua về cái tủ lạnh. Ngủ cái đêm thứ sáu không sao mà đâu tới cái đêm thứ bảy là gặp chuyện đó. Tối đó hai vợ chồng đang nằm ngủ, mọi người biết mà cái tiếng thu lạnh mà mở ra xong đóng vô nó có một tiếng đặc trưng lắm nó nghe nó nghe phịch 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 cái tiếng mà cái cái nam châm nó hít vô đó mọi người nó nghe phịch 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 như vậy đó tối hai vợ chồng đang nằm ngủ thì nghe cái tiếng đó nghe cái tiếng mở ra nghe nghe một cái phẹt một cái bắt đầu đóng vô nghe cái phịch cái phẹt phịch phẹt phịch như vậy không mà nó biết mình lòng tiếng nó có đúng hay không đó thì hai chồng cứ ngủ rồi là ông chồng nghe rồi ông chồng nghe rồi ông còn nhăn đó mấy em ơi trời ơi biết là tủ lạnh mới rồi mai đi rồi, 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 rồi tính gì, gì mở ra mở vô hoài tưởng đâu là cái tủ lạnh mới bà vợ ba ham bà mở ra mở vô đó thì cũng im bà, bà vợ bà không nghe cái câu đó bà cũng im hai chồng nằm ngủ ngủ hồi cái nghe nữa nghe nữa thì lần này là bà vợ bà nghe thì bà cũng nói nói ông này mệt ghê anh mệt quá tủ lạnh mới mua về làm gì đêm hôm mà khoái dữ gì mò mò mở ra mở vô hoài không ngủ được đó thì lúc đó hai cả hai người nói như vậy nhưng mà người người còn lại không nghe được mùi hiểu không chỉ là sáng hôm sau hai chồng kể nhau nghe là như, như vậy thôi thì rồi đó cho tới khoảng cỡ nửa đêm khoảng cỡ chừng cỡ hai ba giờ rồi thì cái lúc này cái tiếng nó lớn hơn cái tiếng nó y như một người xuống tủ lạnh nhà một người, một người mở ra xong một người đóng thiệt là mạnh lại đó nó nghe một cái vạch một cái như vậy nè nó nghe một cái phạch một cái như vậy nè thì bắt đầu là mới giật mình lúc này á là cô vợ cô thấy trước cô giật mình ông chồng ngủ sai lắm đó cô vợ cô giật mình cô mở ra cô nói ừ, làm gì mà nửa đêm chồng đóng tủ lạnh gì mà mạnh dữ vậy thì khi mà mở mở mắt ra nhìn thì đương nhiên là cái tủ lạnh nó đóng lại rồi thì chỉ thấy lúc này là nguyên cái tủ lạnh nó rung rung luôn giống như là đóng mạnh quá cái tủ lạnh nó rung 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 rung, rung lên như vậy nè mà không thấy ông chồng đâu mới quay qua thì thấy ông chồng đang ngủ kế bên sợ sợ rồi nha bắt đầu thấy nó hơi hơi kỳ kỳ ủa không lẽ cái lần hồi nãy mình nghe mà mở ra mở vô phịch 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 Không lẽ cũng không phải là chồng mình Thì nếu không phải là chồng mình thì là ai Cũng sợ sợ rồi bắt đầu mới quay qua Bắt đầu là mới ôm cứng chồng vô cũng hơi rợn rợn nghe Đã thì đang quay qua ôm nằm ôm chồng chút xíu Bắt đầu lại tiếp tục nghe cái tiếng mở ra Nghe mà nghe một cái tiếng cái âm thanh mở ra mà mở ra từ từ đó Mở ra từ 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 từ, từ như vậy nè thì khi lúc này bà vợ bà dùng hết sức can đảm bà quay qua bà nhìn thì mọi người biết mà tủ lạnh mà cái như, như đời mới bây giờ thì mở ra nó sẽ có ánh sáng màu trắng nhưng mà cái tủ lạnh cũ ngày xưa thì nó màu vàng cái bóng đèn nó màu vàng vàng mọi người đó thì khi bà mở tủ lạnh cái, cái thấy cái, cái, cái cảnh tượng tủ lạnh nó mở ra cánh dưới mở ra ánh sáng phà ra thì bà thấy rõ ràng là nguyên một cái đầu nhưng cái đầu này không phải như tựa đề mình đặt là nó ở bên trong tủ lạnh mà nó giống như một người đứng là mở cái cửa ra thì cái cửa nó che cái người thì mình cái 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 mình còn hở cái đầu như vậy nè đó là kiểu như vậy là cái đầu nó ở ngoài cái tủ lạnh như vậy nó thấy đúng có cái đầu đây của một người phụ nữ nhưng mà là cắt tóc ngắn cắt tóc tém hú hồ hú dế vừa la bắt đầu anh ơi anh ơi anh ơi thì vừa la anh ơi như vậy là cái tủ lạnh nó đó đóng một cái phịch đi á đóng rất là mạnh đóng một cái phịch như vậy nè nó rung, rung 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 cành 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 cành, cành, cành như vậy nè ông chồng ông ngủ mê quá ông, ông, khi mà xong hết trơn rồi tủ lạnh nó đó đóng lại đòi hết rung rồi bắt đầu là ông chồng gì vậy, Đang ngủ làm gì mà kêu anh nha anh ơi anh ơi ma anh, anh ơi anh ơi tủ lạnh tủ lạnh ma anh ơi Nơi gì gì tủ lạnh gì mà ma gì đã thì kêu ông chồng ông đâu có nghe ông ông mê ngủ dữ dằn lắm nó là ông phệ nè chứ đâu mê ngủ dữ dằn lắm cũng không có nói gì hết đó chút xíu sau bà vợ bà sợ quá mới đổi chỗ à mới nằm từ bên đây mới đổi qua bên chỗ chỗ ông cổ ông phệ mới mới lùa lùa ông phệ qua gần cái, cái tủ lạnh nằm ngủ thì ngủ đâu được lúc đó bà, bà vợ bà không ngủ được đâu bà cứ nằm mới nhắm mắt để đó thôi đó thì khoảng cỡ độ nửa tiếng sau là tới tới ông phệ gửi chuyện này ông gặp nè mọi người. Thì cái lúc đó đó do là vợ mình đánh thức rồi còn ép mình qua ngủ bên đây như vậy thành ra là ông Phệ ông cũng đã hơi tỉnh tỉnh rồi. Ông đang nằm ông cố gắng ông lấy lại cái giấc ngủ của ông độ khoảng cỡ nửa tiếng sau thì lại tiếp tục nghe cái tiếng tủ lạnh nó mở ra. Do lần này ông nằm ngủ cái tủ lạnh gần tủ lạnh cái mặt ông hướng về tủ lạnh nên mở ra cái đèn tủ lạnh nó sáng rồi nó chiếu vô mặt ông. Thì ông mới hí hí con mắt ra ông nhìn Khi mà ông Phệ ông vừa hí con mắt ra ông nhìn nhưng vẫn thấy cái đầu nhưng mà thật sự lần này đúng là thấy cả đúng chỉ có một cái đầu nó kinh dị cực kỳ mọi người ơi mà con mắt nó rất giống như là bị chặt cái đầu mà chết rồi mà con mắt nó cứ là mà, là, 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 giống như ngủ mở mắt vậy đó là cứ là, là 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 là, là, con mắt như vậy nè và nằm ngay chỗ cái ngăn mát cái tủ lạnh nó thấy rõ ràng nguyên cái đầu đó mà cái cửa tủ lạnh thì mở toang ra như vậy luôn trời ơi ông phệ ông đang phê phê ông mới nhìn như vậy rồi tao nói là rợn tóc gái mà tỉnh giấc liền không kiểu như là tỉnh bơ liền luôn nha mới bật ngồi dậy mới la em ơi, em ơi em ơi thì vừa la em ơi em ơi bà vợ bên đây nói anh anh thấy anh thấy rồi hả anh thấy rồi nãy em, em thấy giống vậy đó là hai vợ chồng quay lại dòm thì khi mà quay lại dòm là cái tủ lạnh nó đóng lại từ đời nào rồi nhưng vẫn thấy cái tủ lạnh nó rung 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 rung, rung, lên như vậy nè rồi hai bắt đầu hai chồng mới bò lại bắt đầu là bật sáng đèn lên hết thì khi mà bật sáng đèn thì đương nhiên là cảnh vật nó bình thường nó không có gì cả bắt đầu mới quay qua hai chồng ngồi ép ngồi sát vô trong cái cửa đó mới trời cái gì ghê trời không lẽ mình mua nhầm tủ lạnh ma ám tủ lạnh người chết này nọ được kiểu như vậy đã cái đồ đâu đâu có dám ngủ đâu ra mở cửa lúc đó thì cũng đã bốn giờ mấy sáng rồi ra mở cửa ra ngồi ngoài sân á ngồi ở chỗ bàn bộ bàn ghế đó là ngồi cái đó là đợi cho tới sáng đã tới sáng hôm sau nghĩ tới nghĩ luôn nó thôi bây giờ cái lúc đó nó thay vì bây giờ cái vấn đề nó nằm cái chỗ tủ lạnh bạn phải bạn biết cái cái vấn đề nó nằm ngay chỗ tủ lạnh thì bây giờ mình đem cái tủ lạnh đi mình dục hay là sao 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 nó kiểu như vậy nhưng mà rồi bạn phải nói thời điểm đó cách đây mấy năm trời rồi sợ quá gặp cái cảnh tượng nguyên cái đầu mà nó 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 nó, nó, nó xám xịt nằm trong tủ lạnh như vậy nó ghê quá đi hoảng loạn quá là quyết định là vô dọn đồ dọn đạc là bỏ đi luôn á đó là em lấy những cái đồ cần thiết là là tôi có để lại bếp ga này ngang rồi cái tủ lạnh đương nhiên là để lại rồi không lẽ giờ giác tủ lạnh đem đi đó rồi nói chung là để lại khá là nhiều thứ mà bạn phải bạn nói sau khi mà chuyển qua chỗ mới ngồi tính toán lại là mất đâu tiền cọc nhà tiền tiền trả tiền, tiền, tiền nhà trước rồi cái tủ lạnh rồi cái bếp ga này nọ đồ đâu cũng phải là gần một chục triệu đó là những cái những cái thiệt hại của ông ông phải ông nói như vậy nhưng mà lúc đó khi mà đi rồi lúc mà khi mà trả nhà đi rồi đó thì khoảng lúc đó không có dám quay về cả tháng trời sao tiếc quá tính quay trở về để mà xin lại cái tiền cọc thì khi mà quay về đây đó là thấy rõ ràng là cái người chủ đó đó họ đã dục cái tủ lạnh ra ngoài trước cửa nhà trước cửa nhà trọ mà họ dục cái đó thì vô bắt đầu là đề cập vấn đề thôi cho xin lại tiền cọc như vậy là cái người chủ họ chửi đó họ còn nói hả uh, ừ là nhà tôi hả uh, là mấy mấy năm nay mấy chục năm nay rồi á uh, là cha truyền con nói miếng đất này không có ma cỏ gì hết trơn uh, á anh vô anh hỏi mướn anh điều tra anh hỏi y như công an hỏi gì đó tôi nói cho anh yên tâm là không có ma cỏ gì mà anh vô anh đem anh lôi ba cái thứ mà hả uh, dơ bẩn ngu ám em đem về đây uh, anh đi thì tôi cũng xuất kiểu như sớt bắt sang bang không biết tại sao không có nói tiếng nào hết trơn mà tự nhiên đi thì đương nhiên vài tuần sau tôi nói thôi để đưa khách mới vô để lại tủ lạnh này nọ luôn thì khách mới vô họ vẫn gặp những cái điều như vậy cái người chủ đó đó họ không có kể rõ ra mà họ chỉ nói là ừ là do cái tủ lạnh đó họ kiểu như là ma cỏ gì đó là cái người khách sau họ cũng bỏ họ đi luôn là kiểu như vậy nên cái người chủ đó mới lôi cái tủ lạnh ra ngoài chỗ trước nhà mà dục để ở đó cả tháng trời không ai lụm nha đó tủ lạnh tủ lạnh còn xài được chứ mày không xài được đâu đó mà cứ để nắng mưa nắng mưa vậy không ai dám đụng tới đó nên thành ra là cũng không có kiểu mà trả tiền cọc luôn đó rồi hai vợ chồng cũng đành thôi rồi bây giờ không lấy được thì thôi cũng lên xe bắt đầu là cũng đi về luôn không mọi người ha đó rồi thì đó đó cũng là một cái câu chuyện ngắn nhỏ đây cũng cho một người một cái bài học là mình hay đem những cái đồ cũ rồi đó rồi giờ thì cái chuyện đó ok mọi người muốn tiết kiệm là cũng bình thường thậm, thậm chí bản thân mình cũng vậy nè mình nói cho mọi người á đôi khi mình mua những cái vật dụng mà nào mình cảm thấy nó hơi tiếc tiếc thì mình cũng hay sự hay chọn lựa là mình sẽ mua đồ cũ chứ không phải là không nhưng mà thường là mình sẽ phải chịu khó điều tra chút xíu cái nguồn gốc chút xíu đó thì mọi người nên cẩn trọng trong cái việc này ha mọi người ha trong hàng ngàn câu chuyện ma mình kể là cái mà nhiều nhất mà để gặp ma mà đồ cũ á thì nó có hai thứ một là quần áo đồ đạc trên mặt trên người còn hai là cái giường à, mới hình như là hình như là uh, ngày mai ngày mốt vậy đó mùi sẽ nghe về cái bộ bàn ghế nữa nhưng mà nói về cái tủ lạnh của người chết đó thì đây là lần đầu tiên mà mình nghe thấy luôn nha mọi người nha đó mình mình nghe thấy và mình kể lại cho mọi người nghe một cái tủ lạnh ma ám như vậy ha mọi người ha thôi rồi đó là hai câu chuyện của bạn thời bạn để về bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo ha thì uh, trước khi qua câu chuyện tiếp theo cho phép mình uh, quảng cáo một chút xíu mọi người ha thì uh, ngoài cái việc kể chuyện Mara Vũ mập còn có bán thêm nhiều những cái sản phẩm mà cái này mình cứ nói đi nó lại hoài thì uh, những cái sản phẩm mà ngon nhất bên mình đó là uh, khô bò viên rồi mực tẩm bơ tỏi à cái đặt hàng mực tẩm bơ tỏi là mới về mọi người ha mới mới không phải mới vừa cho, cho cho ra lò mọi người ha đó rất rất là ngon luôn mực tẩm bơ tỏi thì lâu lắm rồi mình mới quảng cáo nhưng thật ra thì nó nó bán cũng rất là ok luôn nha mọi người nghe thì sau khô bò viên sau da cá trứng muối là bắt đầu là tới là mực tẩm với lại khô gà đó là bán rất là nhiều người yêu thích luôn thì người muốn mua hàng ủng hộ cho mình thì có thể là vào trang ăn vặt vũ mộc com shopee hoặc là lazada đều có mặt những sản phẩm của ăn và phủ mập trên đó ha và cái ý thứ hai thì mình muốn xin nhắc lại một lần nữa là mình cũng xin mọi người cho mình cái góp ý à, vài ngày nữa là mình sẽ đi đi chơi mình đi chơi bằng xe máy đi phượt á thì mình sẽ có quay những cái đoạn clip ngoài những cảnh đẹp này nọ đó khi nhưng mình không có chủ yếu mình làm về du lịch nhiều đâu mình chưa muốn mình cái cái chạy xe mà đi phượt á cũng là một cái phần nhỏ mà cái sở thích của mình một cái sở thích đam mê nho nhỏ của mình thì mình sẽ kết hợp mình vừa chạy xe như vậy mình quay một chút xíu cảnh đẹp và mình cũng muốn nói một cái gì đó cho một người có thể là thích và nghe và coi cái video đó thì có thể là về đời sống cá nhân đời sống hôn nhân của mình cái nguồn xuất phát của mình kể chuyện ma rồi cái gia đình của mình ra sao rồi uh, suy vũ suy nghĩ gì về xã hội thì nó cách sống rồi nó kia thì hy vọng là mọi người sẽ cho mình một chút xíu cái góp ý để mình có cái cảm hứng mình có một cái gì đó à, là một cái điểm tựa để mình sẽ hoàn thành cái vlog nho nhỏ đó để đương nhiên cái kết quả cuối cùng vẫn là để trình diễn cho mọi người xem à, và cũng như một cái món quà nho nhỏ để cho mọi người xem thêm nhiều cái khía cạnh khác của vũ mập ngoài cái chuyện mà vũ mập ngồi kể chuyện ma ha thì hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình và cho mình biết ý kiến của mọi người ha rồi thôi bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện của người tiếp theo thì câu chuyện này á là do một bạn bạn này bạn xin giấu tên bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mập của mình thì mình xin phép đặt tên cho bạn này bạn tên là xuân mình lấy trong cái chữ thanh xuân mà mình đã đọc uh, bình luận ở phía đầu chuyện nha thì bạn xuân đó, bạn kể về vài câu chuyện khác nhau cái câu chuyện đầu tiên là bạn nói về cái chuyện duyên âm mọi người uh, thì mình xin trước khi vào cái câu chuyện này á uh, mình nói như vậy nè cái chuyện duyên âm uh, là bị một cái người uh, một cái người âm họ theo thì nó đâu đó, đó bình thường quá nhưng câu chuyện này mình kể lên á mình muốn là một người tập trung vô cái đoạn mà phá kiểu như là họ giống như là họ cắt duyên âm à một cái một cái người thầy họ cắt duyên âm rất là hay luôn nha mọi người nha thì thành ra đó cái đoạn dạo đầu thì mình sẽ kể nó hơi vắng tắt một chút xíu bạn xuân này bạn cũng xin tự giới thiệu thì năm nay thì bạn cũng đã cũng gần 30 và bạn có đã có một cái đời chồng rồi và nhưng mà hai vợ chồng chung sống không có hạnh phúc thành ra là khi mà ly dị với nhau á là bạn đã có một đứa con và bạn đã à, dành để mà nuôi con bạn là sinh gồm đó là mẹ đơn thân như vậy nha thì trong cái quá trình khi mà làm sinh gồm như vậy đó thì khoảng cỡ trọi gái một con trong mọn mắt mọi người đúng không thành ra là trong vòng một hai năm sau thì có rất là nhiều người đó rất là nhiều người nha cứ một hai tháng là có người tới theo đuổi rồi nó ừ anh sẽ hy sinh anh không có màng đến chuyện em có con riêng anh sẽ nuôi con em như con anh tùm lum tùm la hết đó nhưng mà rồi thì mới đầu tiên vài người đầu tiên thì bạn nói thôi mình không có quen không có biết bước thêm bước nữa để mình nuôi con mình lớn đã nhưng mà rồi dần dần có những người họ 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 quá yêu thương đi họ quá chân thành đi bắt đầu là bạn mới rung động nhưng khi rung động rồi hai người chính thức gọi là 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 lên tiếng là quen nhau nha thì lại không có được à, không có được đến với nhau cứ khoảng cỡ vài tháng rồi bắt đầu là cũng chuyện này chuyện kia rồi cũng bắt đầu là cũng bỏ người ngoài nhìn vô bạn xuân bạn nói có rất là nhiều người không phải là mọi người không đâu hàng xóm bà con rồi này nọ nọ kia đó thân cận cũng nói ừ sao mày lẳng lơ quá mày ly dị chồng xong mày cặp thằng này thằng kia nhưng mà chỉ là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi đó bạn xuân bạn nói như vậy nhưng mà rồi cho tới một cái giai đoạn đó bạn nói là bạn quyết định thôi bây giờ là không có yêu thương ai nữa trơn á để đó mình nuôi con mình chứ giờ người ta dị nghị quá thì bắt đầu từ cái lúc đó đó thì bắt đầu bạn có gặp được một cái chuỗi giấc mơ trong vòng vài tháng trời một vài tháng trời mà bạn nói là bạn gặp đâu phải chừng là cỡ hai chục lần có đó là một tháng là đôi khi ba bốn lần đó nghe, tuần lễ một lần đó nghe, là một cái giấc mơ bạn thấy là có một cái người đàn ông họ về họ lúc nào cũng thấy một cái cảnh tượng là cái người đàn ông đó họ ẩm con bạn và họ nắm tay bạn họ vẫn có lúc thì vẫn đi chơi có lúc thì dũng tàu có lúc đà lạt đi chơi đi bời những cái điều mà bạn rất thích luôn á ví dụ như bạn ví dụ như bình thường bạn hay nói chuyện với con bạn con mày lúc đó nó cũng lớn rồi ừ thôi để mẹ gán mẹ để dành tiền mẹ dẫn con đi dũng tàu nghe không hai ba bữa sau nằm giấc mơ thấy cái người đàn ông lạ đó không phải là chồng bạn không phải là những người bạn đã từng quen qua đường đó mà lại một cái người ông rất lạ mà trên tay thì ẩm lúc lúc thì cổng nha lúc thì để con bạn trên vai nha lúc ẩm một tay nha đó rồi đằng sau là nắm tay bạn dẫn đi đà lạt ở vũng tàu mấy bữa nói chuyện đi phan thiết là nằm mơ thấy phan thiết là nó cứ như vậy hoài đương nhiên bạn cũng nghĩ trong đầu thôi chắc là ban ngày mình nghĩ cái gì thì tối mình nằm mơ như vậy đó thì khi mà bạn nghĩ được trong đầu như vậy ba bốn bữa sau trong cái giấc mơ và đây là lần đầu tiên giấc mơ này bạn thấy cái người đàn ông đó họ không ẩm con bạn họ ngồi đối diện bạn nhưng không phải là mặt đối mặt à, họ ngồi đối diện bạn nhưng quay lưng về phía bạn nha ngồi xếp bằng trong một cái cảnh là cũng giống như là ngồi ghế đá công viên này nọ nọ kia thôi và họ mới nói với bạn á không phải là ban ngày em nghĩ cái gì ban đêm em gặp cái đó đâu chẳng qua là anh muốn gặp em, anh muốn đưa em đi những nơi mà em thích, em và con của em luôn. Nói với bạn những cái câu nói như vậy mà trong khi mới hai ba bữa trước, Ừ thưa chắc chắc cũng ban ngày mình nghĩ gì, ban đêm mình nằm mơ đó, mà bây giờ trong giấc mơ họ lại trả lời cái câu hỏi đó của bạn luôn, thì thấy rợn da gà chứ. Bạn giật mình, bạn bạn, bạn giật mình tỉnh dậy nha, bạn quay bạn ôm con bạn, bạn thao thức mà bạn nổi da gà cục 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 như vậy nè lúc đó bạn nghĩ trong đầu liền tại vì bạn nói là bạn cũng rất là mê chuyện ma mà đâu đó là trước khi mà nghe chuyện của kênh mình á thì bạn đã cơ, nghe được những cái kênh của những anh chị lớn khác rồi đó thành ra là bạn cũng biết cái duyên âm nó gọi là gì thành ra bạn nghĩ trong đầu nó giúp mẹ rồi không lẽ nghe chuyện ma nhiều mà bây giờ chính bản thân mình lại trải qua cái chuyện mà duyên âm hay sao ta đó nhưng mà bạn nói á lúc đó ví dụ như nó bạn là ly dị chồng rồi một thân một mình bạn á thôi thì duyên âm sao cũng được bây giờ còn con bạn À, nó chỉ có hai tình huống xảy ra một là dương âm nó bắt mình đi mình chết mình để con mình lại bơ vơ hai là nó bắt luôn mẹ luôn con luôn thì con mình cũng sẽ chết và cả hai điều đó nó diễn ra bạn đều không mong muốn cả đã nên bắt đầu bạn rất là sợ cái vong hồn đó họ biết luôn là cái bạn xuân này sợ luôn mọi người bạn nói nha, sau khi mà bạn phát hiện rồi, bạn biết mình bị duyên âm như vậy rồi, bạn lo lắng này nọ, đội kia bạn cũng thường hay hỏi người này người kia giải quyết thế nào đó. Thì khoảng cỡ độ tuần lễ 10 bữa sau thôi thì bạn lại gặp cái giấc mơ và cái giấc mơ đó họ cái người đàn ông đó họ họ trả lời những cái điều mà bạn sợ luôn thôi nó em đang sợ đúng không em cũng là trong không bao giờ bạn thấy được mặt nha trong cái giấc mơ nó mơ hồ cũng ngồi trước mặt bạn mà quay lưng về phía bạn như vậy đó đã cũng mặc quần tây sơ mi này nọ đồ đẹp lắm cắt tóc nó cao ráo này nọ rồi lắm thêm đó là mới nói là em đang sợ đúng không thôi em đừng có sợ đó em về với anh đi anh thương yêu em đó à, em muốn đi đâu cũng được hết trơn á còn con của em đó á à, là thằng những gì giống như là ừ, là ba của nó nuôi đi ờ ừ, là, là, là con của của thằng đó thì để trả lại cho nó đi trả lại cho bên nội nuôi đi em đừng có cực khổ như vậy nữa mà thật sự lúc đó bạn nói là bạn khổ lắm mẹ đơn thân chứ mà cực lắm ở nhà trọ mà nuôi con tiền học nhiều khi là tiền sữa tới tháng thì nó phải đi mượn tiền ta đó chứ bạn không có tiền đó nhưng mà nó không không con đương nhiên là bạn không có chịu vấn đề đó là như giật mình tính giấc là mồ hôi một cái nó mệt mỏi nha bắt đầu là đau nặng hai bên vai này nọ nọ kia đó rồi thì cái lúc này bắt đầu là bạn nó không được rồi nếu như mà để tình hình nó lâu quá lúc này là bạn sụp ký mà ăn uống này nọ là không nổi sụp ký bắt đầu biết được cái cơ thể mình là nó bắt đầu nó, nó đổ bệnh rồi đó bạn sợ bạn lo quá đi bắt đầu là bạn mới đi lên một cái ngôi chùa nè thì khi mà bạn đi lên cái ngôi chùa này bạn gặp cái người nó lúc đó khi bạn bước vào trong cái ngôi chùa này đó bạn nói thôi mình lên mình chỉ là lễ phật thôi mình lên mình lễ phật mình cầu mong là 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 phật trời trên đó là chứng kiến cho mình rồi đánh đánh ma đánh quỷ giùm mình chứ bạn không có chủ ý là vô tìm thầy để mà giải quyết đâu nhưng khi mà bạn vào trong đây đó khi mà bạn bạn ngồi bạn ngồi ở trong chánh điện mà ngồi rất lâu nha lúc đó con bạn thì bạn gửi đi học mẫu giáo rồi đó là vừa đưa con đi học mẫu giáo là bạn chạy lòng vòng bạn vô tình thấy cái chùa này là coi như vô luôn vô trong chánh điện cái ngôi chùa không có một vị không, không không có một người nào đó lễ phật cả cái chùa rất vắng bạn vô trong chánh điện nha bạn thắp cây nhang lên bắt đầu là bạn ngồi ở đó mà bạn ngồi rất lâu bạn ngồi cho tới phải bốn năm tiếng đồng hồ là chỉ ngồi một chỗ như vậy thôi là trong đầu cứ nghĩ ừ là trời phật ơi cứu con rồi quan âm ơi rồi bồ tát ơi rồi như lai ơi cứ vậy thôi cứ ngồi ở đó như vậy thôi đó khi thì lúc mà bạn ngồi lâu như vậy đương nhiên là sẽ giống như là những cái người sư thầy ở trong đó người ta thấy người ta cũng 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 như gọi là ấn tượng nó sẽ cô này cô tới đây cô lễ phật mà lâu như vậy đó thì có một cái sư thầy mới đầu mới ra mới hỏi mới hỏi ừ là con là con đang gặp cái vấn đề gì trở ngại trong cuộc sống hay sao mà con con ngồi như vậy lâu quá đó thì khi mà có người hỏi ra thì bây giờ bắt đầu là bạn xuân này bạn, bắt đầu bạn kể bạn kể hết từ đầu đến đua cho cái người sư thầy này nghe thì cái sư thầy này bắt đầu mới nói á, là mới đi vô, mới đưa cho bạn một cái vòng tay à, đeo vô và dặn bạn là mỗi lần mà tắm rửa hay là nôm na là làm những cái việc gì mà con nghĩ là nó sẽ dính bẩn lên cái cọng dây rồi đó thì con sẽ tạm thời tháo ra nhưng con bỏ vào trong túi áo xong hết rồi con lại đeo vô và tới đúng ngày rằm con quay lại đây à là không phải là đeo luôn nha mà chỉ là tới, tới đúng ngày rằm là là quay lại thôi thì cái cọng dây đó lúc mà trước khi ra về á sư thầy này còn họ họ còn nói thêm một cái câu như vậy nè con đeo cái cổng dây này rồi á không phải là mọi việc được giải quyết đâu thậm chí là nó sẽ hơi gọi là sẽ là làm cho con hơi sợ một chút xíu nhưng con cứ vững dạ vững tâm đúng ngày rằm quay lại đây nha thầy với, với thầy rồi khi bạn đi về thật sự làm cho bạn sợ thiệt từ đầu chuyện đến giờ mình kể cho mọi người mơ không đúng không bạn gặp dương âm mà lại gặp trong giấc mơ rồi hiện ra dẫn bạn đi chỗ này là giấc mơ không luôn nhưng từ khi mà bạn đeo cọng dây đó bạn không còn nằm mơ nữa mà bạn thường xuyên nghe được những cái giọng nói ở ngoài đời thật luôn nha tối nằm ngủ với con ôm con nằm ngủ nghe văng vẳng bên lỗ tai em tháo cái cọng dây đó ra đi em đừng có nghe cái thằng đầu trọc nói tới như vậy luôn nha mọi người nha ở đây mình mình nói thật sự là tại vì mình thì mình cũng bên đạo phật mà đi nói sư thầy là là cái thằng đầu trọc mình nghe mình cũng ngượng miệng nhưng mà thôi chuyện có sao thì mình kể lại như vậy đó ừ là em tháo cũng dây em em đừng có nghe lời cái thằng đầu trọc đó này nọ nọ kia nó nó vô trong đó chán dữ lắm em đừng có nghe nó rồi bắt đầu là nói em nuôi con là nói chung là làm việc tâm lý bạn mà đó là nói những cái gì mà nó tiêu cực cho bạn để bạn chán nản này nọ nọ kia đó đủ thứ cái trên đời cả đã, là hàng đêm kiểu như là cứ hai ba đêm bạn gặp cứ hai ba đêm bạn gặp cái ngày mà bạn đi chùa á, là còn cách độ khoảng chừng cả hai chục ngày nữa bắt đầu là mới tới ngày rằm đó là còn, là còn khá là lâu thì trong vòng hai chục ngày đó mà nói là bạn bạn gặp cái cảnh tượng mà nói văn vẳng bên lỗ tai như vậy là cũng khoảng cỡ bốn lần là cứ năm sáu ngày gì một lần đó là kiểu như vậy đó nhưng bạn vẫn cố gắng bạn chịu đựng một hai lần đầu còn sợ tới lần thứ ba thứ tư là coi như chai lì rồi hết sợ rồi đó giờ tao đợi ừ còn mấy ngày nữa tao đợi tao lên chùa sư thầy giải quyết cho tao ha rồi thì tới đúng cái ngày rằm đó bạn cũng lại gửi con đi mẫu giáo bắt đầu bạn mới đi lên trên đó và gặp sư thầy thì khi mà quay lại như vậy rồi đó bắt đầu sư thầy cũng hỏi nói ừ cái anh đó đó ảnh có nói cái gì con không nó dạ có thầy ừ là ổng nói vậy 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 đó Kỳ sư thầy bắt đầu nó ừ thôi bây giờ nè con đi vô trong không có đi vô chánh điện mà gần chánh điện nó có một cái căn phòng giống như là cái phòng phòng của thầy luôn đó là vô trong đó là bạn thấy còn có còn có giường ngủ rồi có kệ sách có ghế là phòng phòng riêng của thầy đó nè vô trong đó bắt đầu là mới không có cho bạn ngồi trên ghế mà ngồi ở dưới đất thì lúc này là ghê nhất nè cái khúc mà cắt dương âm này là ghê nhất lúc đó thì thầy bắt đầu mới nói thôi bây giờ đó con ngồi con cứ nhắm mắt lại đi con cứ không con để cho cái đỏ con nó thư giãn con đừng có nghĩ đến cái gì đừng có lo sợ gì hết có thầy đừng có lo sợ cái gì hết á. đó là thầy ở đây thầy sẽ đọc những cái câu kinh câu chú này nọ rồi con cứ men theo cái câu kinh câu chú đó con 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 thư giãn thì cái câu kinh câu chú mà bạn này bạn nói thầy đọc á là nó y như đọc y như là là là, là 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 mình nói thẳng nha là y như đọc rap mà nghe rất hay đó là như là là kiểu như vậy một người đã từng nghe những cái sư thầy họ 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 đọc những cái bài kinh như vậy chưa? đó họ đọc nhưng mà là nó có dần có điệu mà nghe nó giống như những cái câu rap như vậy như nhẹ như vậy đó. chứ phải nó nói về xúc phạm nha, thật sự là nó rất là hay. thì bạn nói bạn ngồi đó bạn nghe cái này cũng đọc, đọc 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 hồi đó nghe hay nghe thư giãn đầu óc nhưng mà bạn nói được khoảng cỡ độ 5 phút thôi mà sao bạn nói là cái đầu bạn nói nhất bạn nghe những cái câu kinh nó vô trong đầu của bạn nha nó thư giãn quá mà mà tại sao bây giờ tự nhiên cái đầu bạn nó nhức băng 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 và bạn nói là bạn lúc đó là bạn bạn tính nhướng con mắt lên Bạn nó ờ ừ, thầy ơi sao 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 con nghe kinh mà cái đầu con nhức quá nhưng bạn không mở mắt ra được nữa ngồi nha bạn vẫn còn lỗ tai bạn vẫn còn nghe ờ là vẫn còn nghe vẫn còn cảm nhận được xung quanh ở bên ngoài là những cái vị bị chú tiểu rồi những sư đi tới đi lui bị thầy đi tới lui là còn nghe được hết á đó mà bạn ngồi xếp bằng mở mắt ra không được nha bắt đầu là tính mở miệng ra mở thầy ơi thầy ơi sao con mở mắt không được kiểu vậy không mở miệng ra được luôn mọi người cứng ngắc cứ ngồi như vậy nè cái bắt đầu bắt đầu bạn sợ rồi nha bắt đầu bạn nói là mồ hôi một cây nó đổ nhiễu nhau bạn cảm nhận được là trên đầu mình mà mồ hôi nó đổ qua bên mắt nó đổ xuống dưới miệng bạn còn nó còn mặn mặn mà đó bạn còn cảm nhận được tới nỗi như vậy thì khoảng chừng cả hai ba phút sau các bắt đầu bạn thấy cái người mà nó lắc cái người bạn nó lắc mà bạn không kiểm soát được nha cứ ngồi mà cứ bắt cái người bạn nó cứ lắc như này cứ lắc lắc lên lắc xuống xong lắc qua lắc lại cứ lắc vòng vòng cứ, cứ, cái người bạn nó cứ lắc 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 gì nè đó bạn nói y như có người mà dịnh vô cái vai của bạn mà mà quay bạn vòng vòng em quay cuồng trong mơ hồ vậy đó cứ quay vòng 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 như vậy, vậy nè đó bạn đó, đó, đó bạn sợ dữ lắm bạn muốn cầu cứu sư thầy lắm mà thấy thật sự lúc đó bạn nói trong bụng bạn nói trời sao cái ông thầy này ông ngồi ông độc kinh hoài mình đang bị như vậy nè mình đang ngồi trước mặt ông thầy nè mà mình còn bị đè mình còn bị như vậy mà ông ngồi ông đọc kinh hoài bạn bực bội luôn á à nhưng mà rồi cái lúc này cái điều mà kinh dị nhất bạn nói lúc đó tim bạn ấy, nó đập loạn nhịp luôn nha Lúc đó mọi thứ như vậy đang lắc 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 như vậy nè Thì lúc này ông thầy ông mới lên tiếng ông hỏi Thằng Nam này tên gì? Hỏi gì đó ờ ừ là thằng Nam này tên gì? Ông hỏi như vậy Thì khi mà ông hỏi một cái câu như vậy Bạn này bạn đang nhắm mắt như vậy Bạn hỏi thằng Nam mà tên gì? Bạn nó bắt đầu là nói trời Không lẽ cái dông hồn nó họ hiện ra luôn hả? Họ, 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 họ hiện ra kế bên mình họ hiện trong phòng luôn hay sao cái gì mà ông thầy này ông hỏi ghê vậy không không có hiện trong phòng mà hiện trong người của bạn bạn đang suy nghĩ nữa ủa không thầy không hỏi ai người ta không lẽ ma hiện về kế bên mình ta thì bạn đang suy nghĩ như vậy mà cái miệng bạn nó lên tiếng và đọc rõ họ tên thì mình sẽ phép đương nhiên cái người này họ mất rồi mà bạn này bạn có cho mình biết tên thật luôn nhưng mà thôi chắc mình không nói mình mình nó cái tên giả bộ rồi một cái tên đặc đại đây là một cái tên cơ bản như là tên nguyễn văn a đi một cái tên cơ bản người việt nam nè bạn đang sợ sợ gì bắt đầu cái miệng bạn nguyễn văn a cái miệng bạn trả lời nguyễn văn a cái bắt đầu bạn, bạn giật mình luôn á bạn nói là cái miệng bạn trả lời mà cái cái tim bạn nó giật mình mùi hiểu được ý mình không cái bạn nó cái bạn nghĩ trong đầu nó có cái, cái gì vậy trời cái đầu bạn suy nghĩ một đường cái miệng bạn nó nói một nẻo mùi tưởng tượng ra không đã bắt đầu sư thầy nói ờ nguyễn văn a hả rồi sao tự nhiên theo người ta làm cái gì thấy người ta ừ, là mẹ đơn thân như vậy cuộc sống hôn nhân ta cực khổ như vậy rồi theo người ta chi nữa cái miệng bạn trả lời cái đầu bạn sợ rồi cái đầu bạn đang nghĩ tùm lum tùm la bắt đầu là cái miệng bạn trả lời dạ con thấy cô đó cũng cô, cô này cũng cực quá thầy tội nghiệp quá thầy ơi làm lụng tùm lum tùm la mà không ai thương rồi còn nuôi mẹ mẹ đơn thân một một con như vậy nữa đó là lúc thiếu rồi mượn tiền tùm lum tùm la họ nói giống như là họ ở chung với bạn giống như là họ nấp ở dưới cái gầm giường của bạn cái chuyện gì bạn cực khổ này nọ nọ kia mà họ đều biết hết đó là cái miệng nói mà đó là cái miệng nói nói liên tục liên tục liên tục chứ không phải là nói dấp dáp mà nói không được đâu nha nói ngọng nói nghẹo rồi nọ không có đâu nha nó đớt không có đâu nha nói trôi chảy đàng hoàng cái miệng bạn giống như ai đó điều khiển gì đó rồi sau đó đó sư thầy còn hỏi thêm á là ờ à, rồi à, à là con chết ở đâu con, con chết ở đâu mà à, tại sao con theo được thì nọ đó kia thì bắt đầu cái miệng của cái miệng của, của chị trả lời lỗ tai chị nghe và cái cái, cái não của bạn Xuân chứ không kêu bằng chị bằng Xuân mới biết được á là cái người Nguyễn Văn A này họ nói là họ mất ngay cầu cống vòm cầu cầu cống vòm với cầu vàm cống nha cầu cống vòm thì khi mà nói ra cái đó là bạn xuân bạn giật mình thì bạn biết liền luôn rồi xong đó là cái cây cầu mà trên cái đường bạn hay đi làm về đó sáng đi làm một lần tối đi đi về một lần mà một ngày hai lần từ thứ hai đến thứ bảy một tuần sáu lần là bạn đi ngang cây cầu đó mười hai lần toàn đi buổi sáng thôi đương nhiên sẽ có những cái lần tăng ca và đi vào buổi tối cái này đúng là cái câu đi đêm có ngày gặp ma nè một cái tuyến đường một người đi một trăm một ngàn lần không gặp nhưng tới lần một nghìn lẻ một đi vào ban đêm đùng cái nó gặp đó là cái câu chuyện này là minh chứng cho cái việc đó ừ à, là con mất ở đó con thấy con thấy là xuân kêu bằng xuân kêu tên luôn nha con thấy là xuân đi tới đi lui đi tới lui hoài ở đó hà cái hôm đó là đi vào ban đêm á là con thấy thương quá bắt đầu là con mới theo đã con xuống đây là con lo con dẫn đi này nọ nọ kia nói chung là con lo cho cái à, cho cho xuân này nọ nọ kia thì đòi nói được biết hết lý do này nọ nọ kia nói chung là thầy nói là để làm việc tâm lý thôi nhưng mà sau đó bắt đầu là mới răng đe bắt đầu mới răng để nó ờ thôi không có được như vậy là người phần người người âm dương cách biệt nói chung là nói như mình cũng hay nói những câu chuyện kia rồi đó đó là nói nha khi mà nói những cái lời nói đó như vậy mà tự nhiên bạn xung quanh nói là cái đầu bạn nó nhất cái đầu bạn nó nhất bắt đầu là cái người bạn nó rung hồi nãy là đầu nhất mà người lắc còn cái này là rung nha đó sư thầy nói như vậy bạn nghe bạn không mở mắt không mở miệng được một cái người bạn nó cứ cứ rung 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 lên như vậy nè rồi bạn nói là rung mà bạn mỏi cổ, mỏi vai tại vì đang nói là bạn rung trong vô thức mà. Đó, bạn chứ không phải là bạn chủ động bạn rung đâu, bạn rung trong vô thức cái người bạn nó cứ rung, 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 rung lên như vậy nè. Đó là bạn mỏi gái và mỏi vai này nọ đồ rất là ấy luôn. Đó cái nói nó, lúc đó là bạn không còn nghe được cái lời của thầy nói nữa rồi. nghe ổng cứ giống như là nghe nó cứ vang 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 sao nó không còn nghe được nữa, không còn chú tâm để mà nghe nữa đã rồi một chút xíu sao họ bắt đầu là mệt ngã ngang luôn mệt mỏi quá trời quá đất bắt đầu là đùng cái bắt đầu là ngã ngang luôn ha. rồi thì khi mà ngã ngang xong lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy là lúc đó là bạn đã nằm ở trên cái ghế rồi không biết là sư thầy hay ai đó là gìn bạn trên ghế đó bắt đầu là bạn cũng ngồi vậy xong sư thầy vô cũng cho bạn uống trà này nọ rồi xong bắt đầu là mới hỏi bạn nói, Ừ là trong cái quá trình hồi nãy là con có nghe được tới đâu con biết được tới đâu rồi thì bạn cũng nói à là con nghe được tới đoạn đó vậy 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 tới lúc mà con rung rung người là con không còn nghe thầy nói gì nữa thì bắt đầu ông mới nói giờ con nghe cũng gần hết cái câu chuyện rồi thôi thầy cũng không có nói lại cái đoạn cuối thì thầy cũng chỉ là ờ à, là, là là cũng răng đe thôi cũng răng đe nhưng có một cái vấn đề là thầy nói như vậy nè cái vong này á là thầy không có để trong chùa được à, thôi bây giờ con 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 cứ đi về đi thì chắc là sẽ có một người nữa là liên lạc với con và cái người đó họ là cha nhà thơ bạn rất là bất ngờ nữa ủa mình từ đầu chuyện đến bây giờ là liên quan đến Phật, đạo Phật rồi chùa chiền rồi sư thầy này nọ nọ kia thôi mà. Gì tự nhiên bây giờ đâu ra cha nhà thờ rồi đạo chúa gì nữa. Thì bạn cũng rất là thắc mắc nhưng bạn cũng không có tiện hỏi thêm tại vì lúc đó bạn sợ lắm, bạn chỉ muốn đi về rồi còn tới giờ đứa con đó rồi về rồi rước con đâu khoảng chừng cỡ đâu năm bảy ngày sau cũng lâu cũng năm bảy ngày sau thì bắt đầu là có người gọi điện à, tại vì sư thầy có số điện thoại của bạn mà bắt đầu là có người gọi điện tới bắt đầu là bạn mới bắt máy thì khi bạn bắt máy bạn nói là bạn rất ấn tượng vì cái giọng nói bên đầu dây bên kia truyền cảm mà ấm áp mà nghe rất là nhẹ nhàng, nghe là mình kiểu mình, như mình mình cảm thấy tin tưởng liền luôn mọi người ha. Nó à con tin ở lên ừ, này nọ xuân nè phải không? Nó dạ, ờ dạ con nó à, ừ, ta này tôi cha, cha nhà thờ gọi là cứ cha đương nhiên là bạn này mà nó xin giấu tên. Bởi vì cái người cha đó họ nói là đừng có công khai tên họ ra thì bây giờ mình xin phép đặt tên cái người cha đó mình đặt lại một cái tên là tên dũng đó nha mình kêu đại một cái tên thôi nha ờ à, là cha dũng ở nhà thờ đó 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 bây giờ là con có tiện không thì con con chạy lên nhà thờ con gặp cha rồi thì bắt đầu tại vì đã có sư thầy dẫn trước rồi bắt đầu là bạn cũng chạy lên thì khi bạn chạy lên đây bắt đầu là cũng trò chuyện qua lại thì cái vị cha đó nói ờ à, thôi bây giờ kêu con lên trên đây thôi là cho con hiện diện ở trên nhà thờ thôi để cho cái người kia họ thấy là cha nói như vậy nè kêu bạn này lên nhà thờ không làm chứ không có làm bùa làm chú gì cả mà trước đó cái vị cha này đã tới ngay chỗ cái mộ phần đó nhờ là cái người sư thầy đó mà nói là sư thầy và cha nhà thờ là có những người người ta kết nối kiểu như đạo hữu bạn bè với nhau là có nha mọi người bình thường cũng như trơn á đó thì người cha đó nói lại là sư thầy nhờ cái lời nói của sư thầy là gửi một cái vong như vậy do là vong đó là đi theo con là duyên âm này nọ nữa ha đó nhưng mà do là bên là bên đạo của cha bên đạo chúa thành ra là bên đạo phật không giải quyết được mới nhờ cha đứng ra giải quyết thì trước đây, trước đó ba ngày là cha đã tới cái mộ phần đó rồi, cha đã nói chuyện cái người cha nó nói như vậy đó là cha đã trò chuyện với cái anh Nguyễn Văn A đó rồi đó và anh Nguyễn Văn A đó họ mới nói là khi nào á mà con đi qua bên nhà thờ đó thì bắt đầu là cái người đó họ mới chịu vào nhà thờ tức có nghĩa là cái vong Nguyễn Nhân A đó muốn là bạn Xuân này là không theo đạo Phật nữa mà bạn xuân này theo đạo chúa luôn đi vô nhà thờ luôn đi thì cái ông nguyễn văn a đó ổng mới chịu đi ổng mới chịu là, là là đi về nhà thờ nhưng mà rồi đương nhiên cái vị cha đó họ không hề ép bạn xuân này đi theo đạo chúa mà họ mới dùng bằng cái à, alo con hả con lên nhà thờ gặp cha có chút chuyện thì mình nói là đạo phật đi vô nhà thờ chơi nọ là bình thường mình cũng hay đi vô nhà thờ chơi bình thường không gì hết á đó thì nó bắt đầu là nói chung là cái vị cha này họ xí gạt cái vong hồn đó, đó mình nói thẳng là như vậy nha không biết là ở đây đậu chúa có những người nào người ta phản ứng hay không nhưng mà cái người cha đó họ xí gạt họ lừa cái cái vong đó họ kêu bạn xuân lên nói chuyện trò chuyện thôi để cho cái người kia họ thấy thì cái vong đó họ lại tưởng đâu là bạn xuân ừ bây giờ bạn xuân vào nhà thờ rồi nè chắc là bạn xuân sẽ theo đảo chúa nè thì cái vong đó họ mới chịu về nhà thờ à, người hiểu ý mình không đó là cái vị cha họ vô bạn xuân bạn nói là vô đó cha nói nói nhiều thứ lắm nói ừ là những cái thứ mà 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 tùm lum tùm la hết trơn không có gì liên quan đến mà trị ma trị cỏ này nọ nọ kia nói đâu khoảng chừng cỡ 3 tiếng đồng hồ mà không có đâu vô đâu không có mục đích gì cả tới cuối rồi bắt đầu là cha mới nói cho nó thôi bây giờ con về đi à, là vong của cái vong linh của anh nguyễn văn a đó là theo như hồi nãy giờ cha ngồi nói chuyện với con là cha đã thấy vòng đó họ đã đi vào trong nhà thờ họ ra đằng sau nhà thờ rồi vì cha đó họ nói mà họ nói như thiệt cái nha trời bạn Xuân mà nói là bạn nổi da gà vậy đó ừ nãy giờ cha thấy là 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 anh nguyễn nhân a đó họ đã đi vào trong cái cổng mình đó họ đi ra đằng sau nhà thờ rồi thôi bây giờ con cứ đi về đi con bằng công chuyện con cứ đi về đi để cha ra đằng sau cha còn tiếp cái anh nguyễn văn a nữa là tiếp là tiếp chuyện á là cha còn tiếp chuyện với anh nguyễn nhân a nữa rồi sợ da gà là hết như vậy nha vừa đi ra mà còn ngoái ngoái lại giờ không có thiệt là có ông nguyễn Văn a không nhưng mà thật ra là người trần mắt thịt như bạn thì nhìn không thấy người ta cho thấy mới thấy thôi chứ người ta không cho thấy dễ gì thấy được à rồi đi ra bắt đầu xách xe rồi thôi cũng chạy về rồi rước con này nọ nọ kia đó rồi sau đó là coi như là kết thúc luôn cái vị cha đó họ cũng không có gọi cho bạn xuân lần nào và bạn xuân cũng tại vì không phải là vì vấn đề đạo phật hay đạo chúa mà mới nói là cái bị cha đó hỏi rồi chắc là họ chức cao vọng trọng như vậy đó khi họ cũng bận rộn mình cũng không có dám làm phiền họ họ chủ động gọi cho mình hồi gọi thôi chứ còn mình đâu có dám gọi hỏi hỏi thăm này nọ mất công đó thì bắt đầu là bạn cứ như vậy cho tới bây giờ luôn là kết thúc nha bạn không còn gặp lại giấc mơ đó bạn không còn gặp lại ông nguyễn văn a đó và hai mẹ con bạn sống rất hạnh phúc còn cái ông nguyễn văn a đó có vào nhà thờ rồi rồi sau đó cha làm cái gì họ rồi cho họ kiểu như là, là cầu nguyện cho họ sau đó thì bạn không hề biết luôn bạn chỉ biết cái câu chuyện đó lần cuối cùng là bạn dính dáng đến cái câu chuyện đó là từ ở nhà thờ đó, là bạn nghe cha nói như vậy xong bạn về đến nhà là tới bây giờ mấy năm trời rồi. Con bạn bây giờ học lớp 5 rồi. Là hết luôn, không có còn thêm bất kỳ một cái việc gì luôn hả mọi người ha. Chỉ có một cái là lâu lâu cũng đi quay lại ngôi chùa đó lễ Phật rồi gặp sư thầy rồi cũng trò chuyện thôi chứ cũng không còn nhắc đến, không còn nhắc đến cái vong hồn của ông Nguyễn Văn A nữa luôn ha mọi người ha đó rồi thôi đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người mọi người thấy không vẫn là một cái câu chuyện duyên âm đã nhưng cái này thì mình lại chú trọng nhiều hơn về cái vấn đề mà cắt duyên âm đó giải quyết cái duyên âm đó một cái duyên âm đạo chúa theo một cái người đạo phật đã vào trong chùa và sư thầy nhờ vị cha này nọ nọ kia nó có nhiều những cái tình tiết nó rất là ly kỳ và nó hấp dẫn à mọi người ha và ở đây cũng cho chúng ta biết thêm á là cái chuyện ok thì mọi người đạo nào thì mình đạo đó nhưng những cái đạo này chúng một tất cả những cái đạo đều có một cái một cái quan điểm chung là à, là đều là giúp đời giúp người là hướng đến những cái gì đó nó an lành nó hạnh phúc cho cả thế giới chứ mình thật sự là mình cảm thấy rất là buồn có những người á, vào trong chuyện ma của mình bình luận lên họ nói à đạo chúa gì 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 là đạo phật mới tốt hay là là đạo phật ừ, có mấy ông sư thầy ăn thịt chó là đạo đạo này không có kiểu như vậy thì đừng có sân si như vậy bất kỳ một cái đạo nào như vậy trong câu chuyện này mọi người thấy không đó là hai bên đạo hỏi giúp qua giúp lại này nọ đồ rất là ok có thể là ở đôi khi có những cái vong linh mà họ vào nhà thờ họ là đạo phật thì cái vị cha đó họ cũng nhờ bên sư thầy thì chúng ta nên tương trợ qua lại mọi người ha người đạo nào cứ giữ đạo đó không có việc gì xảy ra mà không có việc gì mình phải 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 sân si với nhau cả mọi người ha thôi rồi đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay nhưng mà cái bạn bạn xuân này bạn còn vài câu chuyện nữa mà kẹt cái là ngày mai là mình bận rồi ở tập 70, tập 71 là mình sẽ đăng tập dự phòng để mình như mình nói là mình sẽ đi vừa đi chơi và kết hợp làm vlog đó nhớ đến đây là mọi người nhớ góp ý cho mình nha mình nên làm vlog về chủ đề gì nói những vấn đề gì ha thì nên thành vậy đó chắc là mình sẽ hẹn một người ở tập 1073 uh, đó Thì mình sẽ uh, kể lại những cái câu chuyện cuối cùng của uh, bạn Xuân ha Nhờ bạn Xuân còn hai ba câu chuyện thì cũng rất là hay thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhớ nha nhớ là góp ý thôi là mình nên nói về cái vấn đề gì thôi bây giờ chuyện ma thì nó cũng đã kết thúc rồi bây giờ là sẽ tới cái tiết mục mình sẽ gửi lời cảm ơn đến những bạn đã bấm vào nút cảm ơn cho mình một cái chương trình rất là mới ở youtube những người nào không muốn nghe đó thì có thể là qua chuyện khác nghe là được rồi ha mọi người ha đây là chương trình đặc biệt dành cho những người bấm vào nút đăng ký thôi ở nút nút cảm ơn thôi thôi rồi thì à, ở tập 1068 ngày hôm qua là có tới 5 người <laughs> Có tới 5 bạn đã bấm vào nút cảm ơn cho mình Bạn đầu tiên là bạn tên là Justin Trần à, Cái người thứ hai là Nguyễn Duy Linh Cái người thứ ba là Nghĩa Trương Trung Cái người thứ tư rất quen thuộc luôn Trời ông này ngày nào ông cũng, cũng bấm trời Là tên là Văn Hiện à, Văn Hiện ông này ông, hình như là 4 năm bữa nay rồi Cái người thứ năm người cuối cùng là Chúc Võ Trúc ở đây là, là là ch mọi người ha là chúc chứ không phải là trúc kia ha mọi người ha rồi một lần nữa cảm ơn chúc võ nè cảm ơn văn hiện nha cảm ơn văn hiện nhiều lắm luôn đó nghe rồi à, cảm ơn nghĩa trương trung nè, cảm ơn nguyễn duy linh cảm ơn justin trần đã bấm vào cái nút cảm ơn đó thì những cái số tiền nho nhỏ đó thì à, đối với mình á thì mình cũng phải dành ra để mình dẫn bé bơ đi ăn đi uống đi chơi chút đỉnh thôi nhưng mà về mình cảm ơn mọi người ở đây là cái vấn đề tinh thần mình cảm thấy là mọi người, mình được một người chấp nhận mình một người thương yêu một người tại vì mình kể chuyện ma là miễn phí mà mọi người nghe mọi người chỉ việc đóng tiền mạng mọi người nghe thôi chứ mọi người không có tốn kém gì nữa cả đó chứ là, ừ là mua hàng ủng hộ mình là tốn tiền thôi mà còn ở đây là mọi người bỏ ra một cái số tiền giống như là mọi người cho mình vậy đó à mọi người mọi người tặng cho mình à, khi không tự nhiên được tặng tiền như vậy thì mình biết là mình À, mình được một người yêu quý lắm, mình thương thương mình lắm thì mình mới mới làm những hành động như vậy. thì nhờ những cái chuyện đó mặc dù là về thực tế tiền bạc nó nhỏ nhưng mà cái tinh thần nó lớn lắm, nó làm cho chú mập rất là vui và sẽ hứa là sẽ gắng cố gắng kể chuyện càng ngày càng tốt hơn để mà dành tặng cho mọi người ha. Thôi rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha. chú mập xin chào tất cả mọi người.